Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe thông tin. Lịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ huyện Bến Cầu. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu ban hành kế hoạch về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ được 3 nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện như sau: Ngày 8 tháng 9 năm 2021, đối với các xã Tiên Thuận, Long Khánh, Long Chữ, Long Phước, ngày 9 tháng 9 năm 2021 đối với các xã thị trấn, thị trấn Bến Cầu, An Thạnh, Lợi Thuận, Long Thuận, Long Giang. Trong thời gian tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nào, sẽ tiến hành phong tỏa giãn cách tại khu vực đó. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 1217 ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc tăng cường biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, yêu cầu người dân ở tại nhà ai ở đâu thì ở đó để tránh lây nhiễm dịch bệnh, trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám bệnh, mua thuốc men, mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, gia đình có tang chế quả hoạn. Quỹ ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục quản lý dùng xanh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 1216 ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Quỹ ban nhân dân quyện. Lưu ý, người dân cần mang theo điện thoại thông minh smartphone có cài đặt Bluezone khi đến địa điểm lấy mẫu cài đặt Bluezone tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Quý tín giả vừa lắng nghe thông tin về lịch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ đợt 3 trên địa bàn huyện Bến Cầu. Thông tin sẽ cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Thân mến, chào tạm biệt.